Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu dẫn đến một người dân tử vong. Ngay sau đó, các ngành y tế và công an tỉnh Bình Dương đã cử đoàn cán bộ xác minh vụ việc và đã có thông tin về kết quả bước đầu trong ngày 18 tháng 8. Lãnh đạo Sở Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc với tất cả các cơ sở y tế mà bệnh nhân tới cấp cứu nhưng không tiếp nhận. Tại thời điểm đó, Trung tâm Y tế Dĩ An có nhân viên y tế mắc SARS-CoV-2 đã quyết định chuyển qua điều trị bệnh nhân COVID-19, không điều trị các bệnh khác. Bệnh viện Quân đoàn 4 đang quá tải do có 2 ca F0, trong khi vẫn đang điều trị 300 bệnh nhân chạy thận. Các phòng khám còn lại cũng thiếu người và thậm chí không đủ năng lực cấp cứu tai biến não. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Cái thứ nhất là xem xét cái dấu hiệu vi phạm về cái quy định về cái tình trạng là không cấp cứu cái bệnh cái người trong tình trạng nguy hiểm cái tính mạng theo quy định bộ luật hình sự hay không. Cái thứ hai là xem mày ra thì có vi phạm gì khác hay không thì cần phải nghiên cứu là thêm để mình làm rõ. Mà với tinh thần chúng tôi sẽ khẩn trương tập trung điều tra làm rõ để mình có cái báo cáo nhanh nhất cho tỉnh trong cái vụ này. Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã lập đoàn thanh tra để điều tra vụ việc. Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đáng tiếc lại là nguyên nhân khách quan. Nhiều nguyên nhân, chủ quan cũng có, khách quan cũng có. Nhưng mà nguyên nhân khách quan thì tôi đánh giá là nguyên nhân chính trong cái tình trạng là quá tải, quá thiếu nhân lực, lúng túng trong vấn đề điều phối, điều tiết giữa các bệnh viện công lập ngoài công lập. Quan điểm ngành y tế thì đứng trước nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chúng tôi sẽ có quan điểm là không có bao che, sai tới đâu xử tới đó, không có bao che. Và chúng tôi từ đây là một cái bài học mà chúng tôi rút kinh nghiệm để chấn chỉnh lại. Cùng với đó, Sở Y tế Bình Dương vừa chính thức yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện cùng lúc hai chức năng, vừa điều trị COVID-19, vừa điều trị bệnh nhân thông thường. Đồng thời, Sở đã công khai danh sách các cơ sở y tế, khung giờ điều trị và năng lực cấp cứu của mỗi cơ sở.